Rồi xin chào quý anh chị, các bạn trở lại với chân uh, đầu xe hơi uh, Hyundai Santa Fe, uh, một mẫu xe mà chưa bao giờ lên sóng tại uh, kênh của em thì uh, ok. Uh, video này em cập nhật nhanh qua cái uh, giá xe Santa Fe tháng 10 và tháng 11 tới uh, một số đầu xe, uh, giá lăn bánh dự kiến. thì uh, hiện nay uh, với bản Santa Fe máy xăng bản thường niêm yết là 1 tỷ 030 triệu đồng ở mức lăn bánh dự kiến tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 139 triệu đồng trả góp tối thiểu từ 347 triệu đồng lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 118 triệu đồng trả góp là 326 triệu đồng lăn bánh tại tỉnh giống như ở Bắc Ninh Bắc Giang hiện nay thì đang là 1 tỷ 098 triệu đồng trả góp thì đang là tối thiểu từ 306 triệu đồng À, với Santa Fe, phiên bản máy xăng đặc biệt thì uh, hiện nay mức giá niêm yết đang là 1 tỷ 190 triệu đồng. Lăn bánh tại Hà Nội thì đang là 1 tỷ 303 triệu đồng, trả góp tối thiểu từ 395 triệu đồng. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì là 1 tỷ 279 triệu đồng, trả góp là 371 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh địa phương Bắc Ninh Băng Giang thì uh, đang là 1 tỷ 259 triệu đồng, trả góp từ 351 triệu đồng. Ờ, anh chị muốn biết thêm về giá số hóa đơn này khuyến mại này phụ kiện tặng kèm hay uh, quy trình thủ tục trả góp thì uh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua la like đánh kèm trên màn hình giúp em nhé bên em được báo giá cũng như là được tư vấn hỗ trợ một cách uh, tốt nhất uh, với phiên bản Santa Fe máy xăng cao cấp ở uh, mức giá niêm yết là 1 tỷ 240 triệu đồng lăn bánh tại Hà Nội hiện nay đang là 1 tỷ 364 triệu đồng trả góp tối thiểu từ 412 triệu đồng Lăn bánh tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì đang là 1 tỷ 319 triệu đồng, trả góp từ 367 triệu đồng. À, mức giá lăn bánh dự kiến này chúng ta đã bao gồm thuế trước bạ này, đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên thì chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ theo xe và chưa trừ khuyến mại nhé. À, với những các bác mua xe Santa Fe máy dầu bản thường thì hiện nay đang là niêm yết là 1 tỷ 130 triệu đồng ở à, lăn bánh tại Hà Nội đang là 1 tỷ 251 triệu đồng trả góp tối thiểu từ 379 triệu đồng lăn bánh tại tỉnh địa phương Bắc Ninh Bắc Giang thì đang là 1 tỷ 208 triệu đồng trả góp từ 336 triệu đồng Rồi, à, phiên bản Santa Fe máy dầu đặc biệt mức giá niêm yết đang là 1 tỷ 290 triệu đồng. Lăn bánh tại Hà Nội dự kiến sẽ là 1 tỷ 415 triệu đồng, trả góp từ 427 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh là 1 tỷ 369 triệu đồng, trả góp từ 381 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu nhận thêm về khuyến mại, báo giá thì vui lòng nhắn tin, alo qua số hotline đã đính kèm dưới màn hình giúp em nhé, để bên em liên hệ báo giá và hỗ trợ một cách tốt nhất. Cuối cùng là phiên bản Santa Fe máy dầu cao cấp giá niêm yết là 1 tỷ 340 triệu đồng. Lăn bánh tại Hà Nội hiện nay là 1 tỷ 476 triệu đồng, trả góp từ 444 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh địa phương Bắc Giang, Bắc Ninh thì là 1 tỷ 429 triệu đồng, trả góp tối thiểu từ 397 triệu đồng. À, quý anh chị ở Bắc Ninh, Bắc Giang đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe thì uh, bên em có sẵn đầu xe lái thử của Santa Fe và sẵn xem xem trực tiếp nhé. À, mình tìm hiểu từng đầu xe, cần tư vấn về sản phẩm, review so sánh các đối thủ như là honda crv, như là ford everest thì à, có thể comment ở phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn thêm làm sao mình lựa chọn cân đối tài chính, lựa chọn được cái mẫu xe hợp lý nhất với cái nhu cầu sử dụng của gia đình. rồi báo giá nhanh về hyundai santa fe à, mức giá lăn bánh dự kiến thường thì bọn em sẽ báo ra chưa trừ khuyến mại nhé. À, mình có nhu cầu thì alo giúp em rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo